Ninh Thuận là một tỉnh ven biển thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam. Đây là tỉnh có đông đồng bào người Chăm sinh sống nhất cả nước. Trung tâm của Ninh Thuận là thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 340 km về phía Bắc, cách thành phố Đà Nẵng 630 km về phía Nam. Đây là xứ sở đầy nắng và gió. Ninh Thuận là nơi có nhà máy điện gió lớn nhất Việt Nam. Rất nhiều các dự án năng lượng tái tạo đã trở thành điểm tựa cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Ninh Thuận. Nói đến du lịch Ninh Thuận là nhắc đến những cung đường ven biển đẹp như tranh vẽ, uốn lượn quanh co với những bờ biển tuyệt đẹp thách thức những tay lái đam mê khám phá. Chinh phục cung đường được mệnh danh là một trong những cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam sẽ đưa bạn tới Vịnh Vĩnh Hy, một điểm đến tuyệt vời và cũng là điểm nhấn của du lịch Ninh Thuận. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thiên nhiên không những ưu ái ban tặng cho Ninh Thuận những cảnh đẹp tự nhiên mà còn là nơi được mệnh danh là xứ sở trồng nho của người Việt. Bạn sẽ tha hồ khám phá, thưởng thức và tìm hiểu đủ loại giống nho được trồng tại đây. Với những nhiếp ảnh gia hay là những người đam mê chụp ảnh, đến với Ninh Thuận là đến với những cánh đồng muối rộng lớn và tuyệt đẹp. Nghề muối ở Ninh Thuận đã có truyền thống hàng trăm năm nay. Hiện Ninh Thuận là một trong 19 tỉnh thành ven biển có diện tích và sản lượng muối lớn nhất cả nước. Nơi đây còn được gọi là thủ phủ muối của miền Nam. Còn rất nhiều điều thú vị về Ninh Thuận, xin mời các bạn hãy đồng hành cùng Trung Tăng TV. Các bạn thân mến, vậy là trong hành trình trước, chúng ta đã cùng nhau khám phá cung đường ven biển tuyệt vời mang tên DT702 từ bãi biển Bình Tiên về bãi biển Ninh Chữ, sau đó ở lại thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, thành phố có tên dài nhất Việt Nam, tìm hiểu cụ thể về cuộc sống đồng bào người Chăm và tham quan Tháp Chàm Pokolongarai, biểu tượng tâm linh của người Chăm tại Ninh Thuận. Trong hành trình tiếp theo này, Tung Tăng TV sẽ đưa các bạn đi tham quan và tìm hiểu những cánh đồng điện gió rộng lớn, những cảnh đẹp trên đường đi, tiếp tục khám phá cung đường ven biển DT701 từ bãi biển Ninh Chữ về Cà Ná để tham quan cánh đồng muối tuyệt đẹp. Trước mắt các bạn, đó là cung đường quốc lộ 1A hướng từ tỉnh Khánh Hòa đến trung tâm thành phố Phan Rang, Tháp Chàm của Ninh Thuận. Tuyến đường này có vẻ bất hợp lý khi chúng ta di chuyển, nhưng để tham quan những địa điểm mà mình yêu thích thì chúng ta sẽ đi kiểu hơi lòng vòng một chút để ngắm cảnh đẹp bên đường. Khi đi du lịch tự túc, nếu muốn tự do khám phá thì chúng ta sẽ tốn khá nhiều xăng dầu trong thời điểm giá xăng tăng hàng ngày. Nhưng để được cống hiến và chia sẻ cho khán giả của Tung Tăng TV thì đó là niềm hạnh phúc. Rất mong quý khán giả gần xa luôn ủng hộ tinh thần cho ekip của Tung Tăng TV. Chúng ta sẽ di chuyển theo tuyến đường này, sau đó hướng về cung đường ven biển DT701 để khám phá cảnh đẹp. Nhắc đến Ninh Thuận, chúng ta đã biết câu nói: gió như fan, nắng như rang. Chỉ từng đó thôi cũng đủ thấy sự khắc nghiệt của điều kiện khí hậu nơi đây. Nhưng chính điều đó cùng với sự cấu thành địa chất đặc biệt đã tạo cho Ninh Thuận những địa danh, thắng cảnh độc đáo, hoang sơ, hấp dẫn du khách khám phá. Cho dù nằm giữa ba địa phương đã có tên trên bản đồ du lịch và rất nổi tiếng là Khánh Hòa, Bình Thuận và Lâm Đồng, Ninh Thuận giống như người em út nhỏ bé cả về diện tích lẫn đi sau về tốc độ phát triển du lịch. Tuy nhiên, về tiềm năng du lịch thì không hề thua kém, và bởi chưa được đánh thức nên Ninh Thuận là vùng đất bí ẩn cần được tiếp tục khám phá. Trên đường đi, các bạn sẽ gặp rất nhiều cánh đồng điện gió. Có thể bạn chưa biết, nhưng Ninh Thuận đã có nhà máy điện gió lớn nhất Việt Nam, kết hợp với nhà máy điện mặt trời công suất 204 MW, từ đó hình thành nên tổ hợp năng lượng tái tạo điện mặt trời, điện gió lớn nhất và duy nhất tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Vào thời điểm tháng 11 năm 2021 thì Ninh Thuận đã có 8 dự án điện gió được giá ưu đãi với tổng công suất 344,3 MW đã kịp đưa vào vận hành thương mại. Để phát huy lợi thế về điện gió thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì dự thảo quy hoạch phát triển điện gió biển tỉnh giai đoạn 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thời tiết tại vùng đất này khắc nghiệt và khô hanh nên tháng 3 năm 2022 đã xuất hiện dự án sử dụng năng lượng tái tạo, lọc nước mặn thành nước ngọt để sản xuất, sinh hoạt cho người dân Ninh Thuận. Nghe qua thôi, các bạn đã thấy sự khó khăn của bà con nơi đây.
Ninh Thuận đang lập đề án xây dựng tỉnh trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước, đưa năng lượng tái tạo trở thành ngành kinh tế trụ cột, tạo động lực bứt phá, phát triển kinh tế xã hội. Các bạn thân mến, trên tuyến đường ngắm cánh đồng điện gió tại huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận, chúng ta sẽ gặp di tích kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ tháp Hòa Lai. Địa điểm này nằm bên đường và trên tuyến đường quốc lộ 1A nên chúng ta dễ dàng nhìn thấy cũng như ghé lại tham quan. Tháp Hòa Lai là một trong những cụm tháp cổ Champa, gồm có 3 tháp đó là tháp Nam, tháp Bắc và tháp Giữa, được xây dựng trên khu đất cao hình chữ nhật, có diện tích khoảng 200m chiều dài và gần 130m chiều rộng. Cụm tháp Hòa Lai được biết đến là một khu kiến trúc cổ có khá nhiều công trình phụ bao quanh tháp, nhưng theo thời gian thì chỉ còn có một số vết tích lưu lại. Đến nay, cụm tháp Hòa Lai chỉ còn 2 công trình cơ bản còn nguyên vẹn, đó là tháp Nam và tháp Bắc. Đối với tháp Giữa, nay chỉ còn lại phần nền do bị phá vỡ rất nhiều vào thế kỷ thứ 19. Nơi đây được đánh giá là một trong những di tích cổ nhất và đẹp nhất còn tồn tại. Về mặt lịch sử, nhóm tháp Hòa Lai hội tụ đủ những yếu tố liên quan đến nhân vật và sự kiện lịch sử. Trước hết phải kể đến Satyavarman, vị vua trị vì Champa từ năm 774 đến năm 784, người đã có nhiều công lao đối với cư dân Champa đương thời. Mặc dù chỉ trước sau thời điểm lên ngôi không lâu, vị vua này đã phải đối mặt với những cuộc tấn công của người Java, chứng kiến những đền đài bị tàn phá, hủy hoại. Sau đó là quá trình phục hồi những cơ sở tôn giáo, tạo lập những bia ký để kỷ niệm. Đặc biệt vào năm 778, Satyavarman đã cho lập bia Hòa Lai để ca tụng công đức của các thần và ghi lại hoạt động xây dựng, tu bổ nhóm tháp Hòa Lai. Thông qua nội dung bia Hòa Lai, có thể nhận thấy địa điểm này vào thời gian trước, cuối thế kỷ 13, là một thánh đường khá quan trọng của cư dân Champa. Đã có nhiều tháp được xây dựng, sau đó vua Satyavarman đã cho xây dựng thêm những công trình mới, cung tiến cô sa bằng bạc, mạ vàng. Qua đó cho thấy, tại địa điểm này tiếp tục diễn ra các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng và không bị ngắt quãng qua những giai đoạn lịch sử. Các bạn thân mến, vì quãng đường DT701 sẽ xuất phát từ biển Ninh Chữ về Cà Ná nên chúng tôi men theo cầu Ninh Chữ đi dọc đầm Nại để đến với chợ cá Làng Nại. Đây được mệnh danh là khu chợ quê đặc biệt của vùng đất Ninh Thuận. Mặc dù không phải là khu chợ lớn hoành tráng nhưng chợ Nại lại thu hút rất nhiều du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài. Bởi vì khu chợ này không chỉ tọa lạc ở vị trí đẹp mà còn nằm ngay bên đầm Nại. Một bên là cây cầu Ninh Chữ, một bên là cây cầu Tri Thủy nối đôi bờ cửa biển mà nơi đây còn bán rất là nhiều loại tôm cá giá rẻ. Mọi người tìm đến với chợ Nại không chỉ vì muốn mua mớ tôm mớ cá, mà người ta tìm đến khu chợ nhỏ này bởi vì muốn được tận hưởng không khí náo nhiệt của một khu chợ quê và bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp ven đầm Nại. Mặc dù chỉ là một khu chợ nhỏ, nhưng chợ Nại Ninh Thuận luôn là cái tên được nhắc tới khi nhắc về các khu chợ hải sản ở Ninh Thuận. Và đây cũng là niềm tự hào của người dân địa phương tại đây. Xin mời các bạn cùng dạo quanh một vòng ở khu vực này. Có dịp vào mùa tôm cá thì Tung Tăng TV sẽ quay lại và tìm hiểu cho các bạn cùng xem.
Các bạn thân mến, bây giờ Tùng Tăng TV sẽ đưa các bạn đi khám phá cung đường ven biển DT701 sau khi đã tham quan những cánh đồng điện gió tuyệt đẹp, di tích tháp Hòa Lai và đến với khu vực Đầm Nại. Chúng ta sẽ xuất phát từ bãi biển Ninh Chữ và đi qua cầu An Đông theo hướng đến với cảng Cà Ná. Một chút thông tin về cây cầu An Đông, đó là cây cầu được khánh thành vào năm 2015, bắc qua sông Dinh, nối An Hải, huyện Ninh Phước và phường Đông Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Cây cầu là một phần trên tuyến đường ven biển Ninh Thuận và là điểm nhấn trên tuyến đường ven biển Bình Tiên Cà Ná. Từ cầu An Đông, xuôi về phía nam chừng hơn 1 km, đó là vùng sản xuất và kiểm định giống thủy sản tập trung An Hải. Dọc theo tuyến đường từ cầu An Đông, các bạn sẽ đi qua đồi cát Nam Cương, cánh đồng điện gió Phước Dinh. Đối diện với khu vực này hướng ra biển là cánh đồng rong biển Ninh Thuận. Nhưng để gặp được rong thì các bạn phải đi đúng mùa. Mùa nắng như thế này thì chúng ta không thể nào thấy rong được. Cung đường di chuyển qua các khu vực này để đến với điểm đầu tiên, đó là Hải Đăng Mũi Dinh, rất vắng người. Độ dài khoảng 20 km tính từ cầu An Đông. Đường thẳng rất đẹp và cảnh hai bên đường ở thời điểm hiện tại còn rất hoang sơ với những đồi cát. Trước mắt các bạn đó là Hải Đăng Mũi Dinh, một công trình kiến trúc Pháp đã in hẳn 5 tháng sau 100 năm xây dựng. Đây là ngọn hải đăng duy nhất của tỉnh Ninh Thuận có vị trí địa lý nằm hoàn toàn tách biệt với khu dân cư, cũng như nơi đánh bắt, nuôi trồng và sản xuất. Được xây dựng bởi người Pháp năm 1904 với mục đích phục vụ những chuyến hải trình trong khu vực, Hải Đăng Mũi Dinh không đơn thuần là một mắt đêm soi đường sáng lối cho các tàu thuyền, mà còn là một công trình kiến trúc cao đầy cuốn hút. Đến với Hải Đăng Mũi Dinh này, chủ yếu là các bạn trẻ ưa khám phá và chụp hình. Thank you.
chia tay Hải Đăng Mũi Dinh cũng là điểm bắt đầu cho con đường ven biển đến cảng Cà Ná. Tuyến đường ven biển này rất ít người dân sinh sống vì quá nắng nóng, khô rang khô róc. Thậm chí các hàng quán ven đường bán nước cũng khá là hiếm hoi. Nếu đi cung đường này thì các bạn hãy chuẩn bị đầy đủ nước uống mang theo. Không kém cạnh gì so với cung đường ven biển DT702 từ bãi biển Bình Tiên về bãi biển Ninh Chữ. Cung đường phượt ven biển DT701 nối thành phố Phan Rang đến Cà Ná dài khoảng 50 km. Cung đường này cũng được dân phượt rất yêu thích. Trước đây, con đường này được xây dựng với mục đích nối liền hai nhà máy hạt nhân trong tương lai của tỉnh Ninh Thuận. Do đó khu vực này du lịch không được phát triển. Cho đến hiện nay, theo một số thông tin trên báo chí thì vào năm 2016, hai nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận đã bị dừng bởi tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Đến nay, chúng ta thấy trên đường đi, Ninh Thuận có khá nhiều dự án điện gió và năng lượng mặt trời. Theo ý kiến cá nhân của chúng tôi thì rất hợp với vùng đất đầy nắng và gió này. Bây giờ, xin mời các bạn hãy cùng tận hưởng những cảnh đẹp trên cung đường này. Tung Tăng TV cũng không bình luận gì thêm. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng Tung Tăng TV.